bất kỳ con game nào cũng có những sự thật bên lề thú vị cả, và Dead by Daylight cũng vậy. Tôi nhờ chơi con game này cũng đã khá lâu, từ khoảng giữa năm 2019, và nhờ có một chút ngoại ngữ nên tôi cũng biết được khá khá những chuyện hay ho của Dead by Daylight. Và hôm nay, chúng ta hãy tạm gác lại những chủ đề về gameplay, về cách chơi, mà hãy thư giãn và nghe tôi kể những câu chuyện nhỏ xung quanh tựa game này nha. Let's go! Trong số dàn killer hùng hậu của Dead by Daylight, có một killer bí ẩn không được ra mắt, tên là The Teacher. Anh em sẽ còn thấy thông tin của killer này trên wiki chính thức của Dead by Daylight. Theo hình vẽ thì có thể vũ khí của The Teacher sẽ là cái thước kẻ giáo viên. Được biết, The Teacher còn có một perk riêng biệt tên là Underperforming, nhưng hiệu ứng thì vẫn không rõ. Nếu killer này ra mắt thì phía Survivor sẽ có một item mới tên là Trouble. Quan sát hình này thì có vẻ Trouble sẽ là một quả táo có cắm gai nhọn. Không biết phía Survivor sẽ dùng item này để làm gì. Chắc chắn là không phải để ăn rồi. Tôi nghĩ nếu có thể dùng nó để ném lại killer thì rất là hay, vì nó sẽ giúp cho Survivor thêm cách để tự vệ, và gameplay Survivor thì sẽ trở nên đa dạng hơn. Dead by Daylight trong quá trình phát triển thì đã phải thay đổi rất là nhiều. Bóp thứ này, ném thứ kia là chuyện rất thường xảy ra. Và lần thay đổi mà tôi thấy gây tranh cãi nhiều nhất, đó chính là khi nhà phát triển Behavior quyết định làm lại Perk Hex Ruin của The Heart. Chắc chắn nếu đã chơi Dead by Daylight được một thời gian, thì anh em phải quen thuộc với công dụng của Perk này. Vì Hex Ruin chính là một trong những Perk được killer sử dụng nhiều nhất game. Công dụng của Perk Hex Ruin ngày nay đó là khi Hex Ruin vẫn còn tồn tại trên map, khi Survivor đang sửa máy mà buông ra giữa chừng, thì máy đó ngay lập tức tuột tiến trình sửa với tốc độ gấp đôi so với tốc độ tuột bình thường. Nhưng nếu anh em chơi Dead by Daylight trước năm 2020, lúc đó Hex Ruin có một công dụng hoàn toàn khác, mạnh hơn bây giờ rất nhiều lần. Đó là khi sửa máy, hit được Good Skill Set sẽ làm máy tuột 5% tiến trình sửa. Hit được Great Skill Set thì máy không tuột, nhưng cũng sẽ không được cộng thêm bonus tiến trình sửa. Có nghĩa là khi sửa máy, anh em bắt buộc phải hit được Great Skill Set nếu không muốn máy của mình bị tuột. Việc hit được Great Skill Set liên tục thực sự vô cùng khó. Ngay cả những người chơi Dead by Daylight lâu năm cũng chưa chắc có thể làm được. Lúc đó, gần như trên 95% ván game, killer đều mang perk này và xem nó là perk meta tại thời điểm đó. Nó giúp cho killer làm chậm lại thời gian sửa máy của Survivor đi rất nhiều. Cứ thế, cho đến khi nhà phát triển nhận thấy sự mất cân bằng của perk này và quyết định làm lại. Tôi còn nhớ rất rõ làn sóng phản đối lúc đó thực sự rất khủng khiếp. Người ta dội bom Twitter của Dead by Daylight và Behavior liên tục. Còn trên Reddit thì tràn ngập bài đăng phản đối. Trên YouTube thì hàng loạt YouTuber bày tỏ bức xúc của mình. Và ngày hôm nay thì như anh em thấy đó, Hex Ruin mặc dù bị làm lại nhưng vẫn là một perk rất mạnh, mạnh theo một cách cân bằng hơn. Phải thừa nhận rằng Behavior có nhiều pha sửa đổi game đi vào lòng đất, nhưng việc thay đổi Hex Ruin lần đó thì quả là một quyết định sáng suốt. Dead by Daylight từng có nhiều thứ mạnh đến lố bịch. Thứ mà tôi thấy lố nhất đó chính là add-on Brand New Part của Toolbox. Ở bản game 1.1.0, công dụng của add-on này chính là nó sẽ cho phép sửa máy xong ngay lập tức. Bù lại thì Survivor sẽ bị mất đi Toolbox. Và nếu thử tưởng tượng một ván game mà 3 hoặc 4 Survivor đem add-on này vào thì sao? Thì sẽ như thế này đây. Vậy đó, nếu add-on Brand New Part này mà vẫn còn nguyên công dụng như vậy thì tôi dám cá là Dead by Daylight đã ngỏm từ lâu, bởi vì chẳng có ai muốn chơi killer nữa cả. Có lời đồn rằng nhà phát triển Dead by Daylight thật sự không hề chơi hoặc rất ít khi chơi game do chính mình làm ra.
Do đó, họ không thể hiểu sâu về cơ chế gameplay cũng như những vấn đề về cân bằng mà Dead by Daylight đang vướng phải. Và rồi một ngày cũng không đẹp trời gì lắm, một pha tự hủy cực mạnh của Dead by Daylight Mobile càng khiến cho người ta tin thêm khẳng định này. Cụ thể là trên Twitter chính thức của Dead by Daylight Mobile đăng như sau. Tạm dịch: bạn gặp khó khăn trong việc lẩn trốn killer sao? Vậy hãy thử bộ build này để thoát khỏi sự truy đuổi của killer nhé. Nhìn vào bộ build, chỉ còn có kiến thức sơ về Dead by Daylight thì cũng thấy ngay là Swingbird và Light không thể nào đi chung. Vì Swingbird kích hoạt mỗi khi Survivor bắt đầu chạy và sẽ gây ra hiệu ứng kiệt sức, Exhausted, làm cho Light sẽ không thể kích hoạt được. Tweet này đã bị xóa rất nhanh chỉ vài giờ sau khi đăng tải, nhưng nhiều đó là cũng đủ để bị chụp màn hình lại và trở thành một pha tự hủy kinh điển đến từ nhà phát triển game. Cộng đồng Dead by Daylight ở nước ngoài, nhấn mạnh là ở nước ngoài nha, và ở Việt Nam thì tôi không chắc, nổi tiếng là horny bậc nhất trong các cộng đồng game. Horny là từ tiếng Anh, tôi muốn nói để giảm nhẹ bớt. Từ horny này anh em có thể hiểu đơn giản là cảm giác muốn cái đó đó. Biểu hiện của sự horny ở cộng đồng Dead by Daylight thì tôi chứng kiến vô vàn hình thái. Biểu hiện hay gặp nhất là mong muốn có những skin hay là những cosmetic giống như Michael Myers không mặc áo. Hồi chapter Resident Evil mới ra mắt thì tôi còn đọc thấy rất nhiều comment yêu cầu behavior ra skin Leon không mặc áo hay Nemesis không mặc áo. Và nhân vật nam thì đã giữ như vậy thì dàn nhân vật nữ anh em biết là cái cộng đồng còn yêu cầu ra sao nữa. Đó chỉ mới là hình thái nhẹ nhàng nhất mà thôi. Còn nhiều cái tôi đọc vô phải giật mình nữa, nhưng tôi không muốn nói sâu tại vì tôi biết trên chúng ta còn rất nhiều em dưới 18 tuổi xem. Vậy đó, nhưng nhân vật mà tôi thấy bị thèm thuồng nhất đó chính là Michael Myers, còn nhân vật nữ thì chính là Survivor Jen Romero. Thực sự thì tôi từ chối hiểu vấn đề này. Lý giải theo phương diện khoa học của sự horny này thì theo một comment mà tôi đọc trên Reddit mà tôi thấy khá là thuyết phục thì đó có thể là do bản năng từ hồi con người chúng ta còn là loài vượn. Khi đối mặt với nguy hiểm rình rập thường xuyên như bị con thú dữ khác theo đuổi để ăn thịt thì não sẽ tiết ra một hormone làm cho cơ thể cảm thấy ham muốn để kích thích sinh sản, tạo ra các thế hệ sau để duy trì được nòi giống, lão phòng khi thế hệ trước bị tiêu diệt. Cho nên, dù sự nguy hiểm trong Dead by Daylight tạo ra chỉ là nguy hiểm giả, nhưng nó có lẽ cũng đã kích thích phần nào bản năng từ xa xưa của con người. Theo số liệu chính thức từ Behavior vào năm 2021, trong dịp kỷ niệm 5 năm tuổi của Dead by Daylight, thì 3 killer được chơi nhiều nhất theo thứ tự từ cao đến thấp chính là The Ray, The Huntress và The Doctor. Về phía Survivor thì 3 Survivor được chơi nhiều nhất theo thứ tự từ cao đến thấp lần lượt là Claudette, Matt và Fangmin. Tôi thấy Ray và Huntress đúng là 2 killer tôi thường gặp nhất, nhưng The Doctor thì hiếm hơn nhiều. Theo tôi vị trí thứ 3 phải là Littleface kìa. Còn về Survivor thì tôi đồng ý là tôi thường gặp 3 Survivor kể trên nhất, nhưng gặp Fangmin thường xuyên hơn Matt. Còn về 3 perk của killer được dùng nhiều nhất theo thứ tự từ cao đến thấp, đó chính là Barbecue and Chili, Hash Ruin và Hash No One Escape Death. Số liệu chỗ này thì quá chuẩn, tôi đồng ý 100% luôn. Còn về phía Survivor, 3 perk được dùng nhiều nhất theo thứ tự từ cao đến thấp đó là Self Care, Borrowed Time và Death Hall. Số liệu chỗ này thì tôi không đồng ý lắm. Theo tôi thì Death Hall chính là perk được Survivor sử dụng nhiều nhất, sau đó mới đến Self Care. Perk ở vị trí thứ 3 theo tôi không phải là Borrowed Time. Tôi gặp Survivor mang Decide Suicide có vẻ thường xuyên hơn. Có rất nhiều giả thuyết cho rằng Killer The Blight trước đây thực chất là một Survivor khi bị bắt bởi The Entity. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều gợi ý mà nhà phát triển đã cài cắm vào để khẳng định giả thuyết này. Thứ nhất, ở màn hình chờ trận, Blight là Killer duy nhất hướng mắt về phía lửa trại, nơi Survivor hay ngồi xung quanh. Thứ hai,
ba plot riêng biệt của The Blind gắn liền với ba vật mà Survivor hay tương tác, như plot Dragon Dream liên quan đến máy mà Survivor sửa, plot Hex Blood Favor liên quan đến ván, còn plot Hex Undying thì liên quan đến tô tâm. Thứ ba, animation phóng cửa sổ của The Blind trông rất giống với animation phóng cửa sổ của Survivor, và The Blind là killer duy nhất có animation phóng cửa sổ tương đồng với Survivor nhiều như vậy. Khi chơi Survivor gặp The Huntress, anh em sẽ nghe thấy The Huntress ngâm nga một giai điệu bài hát nghe khá ám ảnh như thế này. Giai điệu đó chính là giai điệu của bài hát Bayou, Bayou, Ski, Bayou. Đây là một bài hát ru em bé kinh điển của người Nga, giống như bài hát Ví dầu cầu dáng đóng đinh của người Việt ta đó anh em. Nhưng chỉ khác là mặc dù là một bài hát ru cho em bé, nhưng giai điệu của nó nghe tối và buồn, còn ca từ thì lại khá đáng sợ khi nói về việc những đứa bé hãy ngủ ngoan, nếu không chó sói sẽ bắt chúng và tha vào rừng sâu để ăn thịt. The Huntress biết bài hát này có thể là do khi cô còn là bé Anna, cô thường được mẹ hát ru mỗi đêm ở một căn nhà gỗ nằm sâu trong cánh rừng Red Forest. Sau khi đã biến thành một killer máu lạnh, có thể những ký ức ngày còn nhỏ không còn rõ ràng nữa, khiến cho The Huntress chỉ còn nhớ được giai điệu của bài hát mà thôi. Ok, giờ tôi vừa kể cho anh em nghe xong một số sự thật thú vị về game Dead by Daylight. Chuyện thì có rất nhiều, nhưng khi ngồi lại thì hiện tại tôi chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi. Có thể khi tôi thu thập được thêm thì tôi sẽ làm thêm một video nữa để kể cho anh em nghe. Cảm ơn em rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video. Bây giờ tôi sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những video kế nhé. Bye bye.